Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà thuộc với lại tập thể Học viện Quân y khu Tân Triều, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì rất là đặc biệt. Chưa có một cái căn nhà nào trên kênh của Ngọc Ánh với cái diện tích như thế này mọi người ạ. Diện tích là 24 m² trên sổ đỏ, mặt tiền của ngôi nhà 2m98, mặt hậu 2m98 mọi người ạ. Và cái chiều dài của ngôi nhà này là 7m95. Căn nhà này tiếp theo được thiết kế và xây dựng là 6 tầng, nhà cũ đã cải tạo lại như mới luôn mọi người ạ. Với cái căn nhà này gần với trục đường 70 như ở trên video, nó chỉ cách với trục đường 70 nó khoảng tầm 6-70 m thôi mọi người ạ. Và đặc biệt nhất của căn nhà này tiếp theo đó chính là nó gần với lại bệnh viện K Tân Triều. Cách với bệnh viện K Tân Triều nó chỉ khoảng tầm 400-500 m thôi. Nói chung là đi lại với cái bệnh viện K Tân Triều rồi thì chắc chắn là mọi người sẽ biết được cái căn nhà này nó gần như thế nào, gần trung tâm, đi lại thuận tiện. Với cái thiết kế 24 m² xây dựng là 6 tầng thì thiết kế như thế nào? Đây là một cái căn rất là đặc biệt ở trong video của Ngọc Ánh. Và với cái căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc mọi người ạ. Hôm nay là review quá chuẩn chỉnh nên đường ngõ trước nhà 2 m thôi, cách với trục đường ô tô rất chi là gần. Với thiết kế của cái ngôi nhà này thì phần cửa chính được thiết kế 2 lớp, ở bên ngoài là cửa inox 304 mọi người ạ, và bên trong là cửa gỗ. Như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, căn nhà này không phải mới hoàn toàn, nhà cũ và đã được sửa sang lại, sử dụng rất là ok công năng. Với 6 tầng thì tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cái phần phòng bếp, và ở đây là cái phần để xe mọi người nha. Đấy, như căn nhà có hiện trạng như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review đúng như thế. 6 tầng, ôi trời ơi, trong cái video của Ngọc Ánh, trong cái kênh bán hàng, kênh Nhà Tốt chưa có một căn nhà nào với cái diện tích như thế này mọi người ạ. Đó, và căn nhà ở 6 tầng. Tiếp theo, đây là toàn bộ cái phần phòng bếp của cái ngôi nhà này. Vì nó được cải tạo lại cho nên đồ gần như là cũng mới hết mọi người nha. Đây, cái phần tủ bếp là cũng toàn bộ là mới tinh ạ. Đấy. Toàn bộ tủ bếp thiết kế gỗ sồi, mặt bếp ốp đá đây, đá đen granite, và xung quanh bếp được ốp kính ốp bếp. Đây, chậu rửa, vòi rửa, nói chung là mới hoàn toàn luôn mọi người nha. Đây này, những cái vật liệu nào mới là Ngọc Ánh sẽ về cái cốt nhà là như thế và được cải tạo lại thì rất là ok. Đây, toàn bộ cái hệ thống cái phần trần thạch cao này, hệ thống đèn led này, đây là đều được cải tạo lại, nhà rất là đẹp. Đây, xung quanh thì là ốp gạch đây mọi người này. Đấy, ốp gạch 30-60, ốp gạch chứ không phải là dán đâu mọi người nha, ốp gạch đấy ạ, rất là hợp lý. Đó, đây là cái phần để xe này, ở đây mọi người có thể nhìn giúp em ở đây, vì cái đây là phần này, đây là cái chiếu mọi người ạ, cái chiếu gạch ở đây này, mọi người có thể nhìn thấy rất là đẹp mắt đúng không? Căn nhà này nó cách với bệnh viện K nó chỉ khoảng tầm 400-500 m thôi, đi lại thuận tiện. Đấy, với cái phần tầng 1 còn có một cái phòng vệ sinh, đây, phòng vệ sinh này. Thiết kế đầy đủ về bồn cầu, hệ thống máy bơm nước tổng lên tầng 6 tầng sử dụng của ngôi nhà, lavabo. Tất cả những cái này đều là mới mọi người nha. Đây, có như thế nào Ngọc Ánh sẽ chia sẻ đúng như vậy. Tất cả là mới. Giá chào bán của ngôi nhà này hiện tại là 3.200.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, với căn nhà này vẫn cứ hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lại mọi người nha. Đây, tay vịn cầu thang đây, và mặt bậc của bậc cầu thang đây. Nói chung là căn nhà này thiết kế những 6 tầng thì tầng 1 của anh đã review rất cụ thể rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá từ tầng 2 cho tới lên tầng 6 của ngôi nhà nha. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Ở đây có một cái ô cửa ở phía cầu thang này để lấy cái thoáng không khí vào trong cái căn phòng. Tiếp theo với cái không gian phòng tầng 2, đây là cái phần phòng khách mọi người ạ. Đây, ở đây cũng được lắp đèn chùm này, hệ thống trần thạch cao này. Với trên đây thì toàn bộ là sơn màu trắng, sơn lại màu trắng mọi người nhá. Nói chung nhìn cũng như là mới luôn, bởi vì được cải tạo, tôn tạo lại rất là chuẩn chỉnh rồi. Đây, với cửa hướng ra phía bên ngoài, 2 lớp cửa. Đấy, đây mọi người này, ánh sáng ngập tràn vào trong cái không gian căn phòng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Vị trí nhà thì Ngọc Ánh chia sẻ rồi, nó gần với trục đường 70, giao thông đi lại thuận tiện. Quý vị nào mà muốn mua một cái căn nhà được xây dựng chắc chắn như thế này, công năng sử dụng như này thì alo ngay cho em. Đi lại thì thuận tiện. Với cái phần phòng khách này thì chủ đầu tư có thiết kế luôn. Ở đây là một cái hệ thống sàn gỗ mọi người ạ. Đó, đây nhá. lại còn cẩn thận đến như này nếu như mà nhà có trẻ nhỏ, khá là an toàn. Đó. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước thì được lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người nha. Và mời theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế khác với tầng 2 mọi người ạ. Với tầng 3 của ngôi nhà đây mọi người có thể nhìn thực tế, thiết kế một phòng ngủ rất là rộng này, một phòng vệ sinh này. Đây, ở đây là có để luôn một chiếc tủ quần áo nữa. Đây mọi người nha. Đấy, rất là hợp lý. Đây, không gian của căn phòng này. Ở đây thì lắp luôn cả cho mình một chiếc điều hòa nữa này. Đấy. Vì là cửa sổ không mở nên nhìn nó hơi tối thôi mọi người ạ. Chứ còn căn nhà này đây, ở các phòng ngủ cũng đều được thiết kế trần thạch cao hết, đầy đủ cho mình này. Đó. Với mặt tiền của ngôi nhà 2m98, mặt hậu 2m98 mọi người nha. Căn nhà này vuông vắn đúng với trên sổ đỏ Ngọc Ánh vừa đọc cho mọi người, nó là 24m². Tiếp theo, với cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3 thì ở đây có bình nóng lạnh này, bồn cầu này, lavabo này, đó, hệ thống sen này. Đây, cửa nhà vệ sinh là cửa gỗ mọi người nha. Đấy, khá là cầu kỳ, chủ cũ của ngôi nhà này cũng rất là cẩn thận. Đây, cửa thông phòng. Cửa thông phòng này là cửa mới thay lại mọi người ạ. Đó, rất là mới luôn. Tiếp theo, mời người theo em lên trên phía tầng 4. Với tầng 4 của ngôi nhà Ngọc Ánh đang đứng ở đây thì thiết kế tương tự như tầng 3. Đây, lên trên phía tầng 4 là tiếp theo một căn phòng ngủ nữa, một chiếc điều hòa Casper. Đấy, tất cả các phòng ngủ đều được cải tạo lại sàn gỗ. Nhìn nói chung với cái căn nhà này vào đây như mới luôn mọi người ạ. Với cái thiết kế 6 tầng mà để nhà ở thì nói thật với mọi người luôn là rất là hiếm ở trên kênh của em. Gần như là không có, với cái giá trị bán ra nó rất là thấp. Còn ở trên kênh của anh có một số căn thì 5 tầng hoặc là 6 tầng có thang máy thì giá nó rất là cao, nó khoảng tầm hơn 8 tỷ ấy mọi người. Còn căn nhà này giá chỉ có 3 tỷ 200 triệu đồng thôi, đi lại thuận tiện. Đây, nó vẫn thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông mọi người nha. Đây là cái tủ bếp. Tiếp theo đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 4. Review được cái nhà này mà bước chân từ tầng 1 lên tới tầng 6 là cũng mệt hết đấy mọi người ạ. Nhưng mà ok, không sao cả, Ngọc Ánh sẽ review đến tận cuối cùng để cho mọi người có thể cảm nhận được một cái căn nhà siêu đặc biệt như thế này. Và mời người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người tất cả cái phần cầu thang đi lên giữa các tầng ấy, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 đều có cửa sổ như thế này, hướng vào phía bên ngoài, hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Mở được ra rất là thoáng. Với cái phần tầng 5 của ngôi nhà thì cũng thiết kế tương tự như tầng 3 và tầng 4. Đó, tất cả các phòng đều có, cái phòng vệ sinh đều có bình nóng lạnh này. Đấy. Phòng ngủ nào cũng được lát sàn gỗ. 6 tầng. Tầng 2 là phòng khách, tầng 3, tầng 4, tầng 5, mỗi một tầng gồm một cái phòng ngủ như thế này. Rất là vuông vắn, kê đồ nội thất thì mọi người có thể nhìn thấy vừa có một cái chiếc tủ xinh xắn ở phía dưới tầng 3 và tầng 4. Thì ở đây kê một chiếc giường nữa, rất là hợp lý, không hề bị chật luôn mọi người ạ. Đó, đây là cái tiếp theo. Phòng vệ sinh ở phía tầng 5 của ngôi nhà. Căn nhà này quý vị nào mà ở thì tập thể dục hàng ngày cũng rất chi là hợp lý nha. 6 tầng lận. Đó. Bình nóng lạnh đây, bồn cầu này, sen tắm này, kệ để đồ này. Đấy, nước điện thì có đầy đủ hết rồi. Và phần còn lại là tầng 6 của ngôi nhà. Mời theo em lên tầng cuối cùng, tầng 6 của ngôi nhà. Với căn nhà 24m² thiết kế 6 tầng thì tầng 6 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Tầng 6 của ngôi nhà đây mọi người ơi. Đây, cửa sổ thông thoáng hướng ra. Ở đây có thể nhìn thấy bệnh viện K Tân Triều này. Rồi là đi ra tới khu Sala rất là gần này. Đi lên tới Nguyễn Xiển này. Đây là phần phòng thờ mọi người nha. Đây là phần phòng thờ. Đó. Và phần còn lại là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, ở đây là chủ nhà có để cho mình một chiếc máy giặt này. Đấy. Và phía tầng 6 của ngôi nhà đây quý vị có thể nhìn thực tế nha. Nói chung với cái vị trí này thì không phải bàn về cái khu dân cư rồi mọi người ạ. Nó quá là đông đúc luôn. Vị trí đi lại thì vô cùng thuận tiện. Đi tới, mọi người có ở đây có đi làm ở cái mạn khu Hà Đông cũng được, mà đi làm bên cái mạn Thanh Trì cũng được, mọi người có đi làm ở trên Thanh Xuân cũng được. Nói chung là cái căn nhà này nó gần như là trung tâm rồi. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người giá chào bán căn nhà này chỉ 3 tỷ 200 triệu đồng bao gồm bộ phí thuế sang tên, có trở về vốn ngân hàng. Quý vị nào muốn biết thêm thông tin cụ thể chi tiết Hơn nữa về cái căn nhà này thì liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để biết thêm thông tin nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất từ Nhà Tốt. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.